Xin chào các bạn đến với kênh Nghiên TV. Hôm nay mình có mặt tại dưới Hà Lam bác nhỉ? Rồi đúng rồi. Đây là bác Điển, cái nhà một cái chủ trang trại làm bưởi Diễn và nhiều cây giống bưởi khác cùng các bác trong cái hợp tác xã bưởi của xã mình là xã gì bác nhỉ? Hợp tác xã Tuấn Sơn. Bác giới thiệu toàn bộ địa chỉ cho bà con trên kênh của em. Rồi, hôm nay rất may là được chú Đức Nhân TV cùng với công ty Sinic Ông Sơn về thăm hợp tác xã và thăm cái trang trại bưởi của gia đình mình. Vâng. Địa chỉ của nơi sản xuất là hợp tác xã dịch vụ Tuấn Sơn. Vâng. Xin chân thành giới thiệu với tất cả anh em là đây là bác Đào Văn Chính. Bác Chính đứng giữa. Đấy, à, giám đốc của hợp tác xã. Vâng. Mình đây phó giám đốc của hợp tác xã. Thế còn bác là bác Hùng cũng chủ một vườn trang trại lớn. Vâng. Ở trong phường Châu Giang, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Hôm nay bác cũng về, thấy anh Đức Nhân về bác cũng sang vừa thăm giao lưu vừa giao lưu với bác Đức Nhân TV. Và cảm ơn các bác. Em thì em cũng được quen bác Điển qua cái kênh của em, thì em cũng muốn xuống đây để chia sẻ, để nhờ bác các bác như này chia sẻ những cái khó khăn và những cái kinh nghiệm, những cái thành tựu mà mình đã làm trong quá trình làm vườn cũng năm vừa rồi. Năm vừa qua thì em cho em hỏi đầu tiên là bác giám đốc của cái hợp tác xã Châu Giang ạ. Thì dưới diện tích đất bưởi thì mình xã mình có rất nhiều không bác? Báo cáo với các anh là hợp tác xã Tuấn Sơn chúng tôi thành lập khoảng gần 7 năm rồi. Vâng. Kinh nghiệm làm bưởi thì nói chung là nó cũng tương đối phong phú. Vâng. Nhưng mà qua cái kênh truyền hình này, qua cái kênh giới thiệu này, chúng tôi thấy là chúng tôi vẫn còn thiếu sót, và một hai là cái kinh nghiệm là chưa có. Qua cái phổ biến, qua cái những cái lời nói thực tế thì bọn tôi cũng thấm nhuần được cái là mình còn thiếu những cái gì. Thế còn trên cái diện tích của hợp tác xã Tuấn Sơn thì chúng tôi tự gọi là dồn đường đổi thửa, mua theo cái chính sách của nhà nước hàng chục mẫu bưởi. Chúng tôi có hàng chục mẫu, kinh nghiệm như gia đình anh Lưu Hồng Điển này thì nó cũng kinh nghiệm nhiều. Thế đến hôm nay mà có cái vườn bưởi như này thì trước tiên là hợp tác xã chúng tôi nói chung và gia đình nhà anh Điển nói riêng thì là rất quý, quý đất, quý cây. Đấy là hai cái vấn đề đấy. Thế vì được vườn bưởi như thế này thì nói chung là cũng là hiếm so với cái đất xung quanh đây. Còn các nơi thì chúng tôi cũng đi nhiều, nhưng mà nhiều nơi ta còn làm giỏi hơn. Nhưng mà theo như chúng tôi là, một là chịu cành hay sai quả, hai là cái đất như này mà cải tạo được, mà nhờ các cái khoa học kỹ thuật của các anh đưa về rồi phổ biến chúng tôi thì được cái vườn bưởi như hôm nay là chúng tôi rất phấn khởi. Thế nhưng mà bên cạnh những cái phấn khởi đấy thì còn những cái mà khó khăn hợp tác xã chúng tôi gặp phải. Thế nhưng mà gặp phải thứ nhất là cái đồng bộ để cho một kỹ thuật thì chúng tôi chưa có. Hai là những người mà có kinh nghiệm, những người mà trải qua thực tế hàng 20-30 năm làm bưởi, hàng làm cây ăn quả có múi thì là đến với chúng tôi là cũng là không phải là thường xuyên mà rất ít, chỉ có những người gọi là trên sách thì có, thế còn thực tế thì là chưa có. Đấy là tôi thấy đấy là các cái công ty, một là phân bón, hai là các công ty của nhà nước ấy, thì cũng là phổ biến nhưng mà thực tế là nó chưa có. Đến hôm nay là những cái công ty này về, một là người ta trải qua thực tế, hai là ta đã làm ăn được, một là về giá, hai là về chất lượng quả, thì chúng tôi thấy là rất là vừa là ân tình vừa là thực tế. Đấy là thay mặt cho hợp tác xã Tuấn Sơn, trong những người lao động thì chúng tôi xin phát biểu mấy các bạn như vậy. Vâng, cảm ơn bác. Cho em hỏi bác Điển một chút là với cái diện tích của nhà bác đây là được rộng không? Anh hiện tại cái đất ở quê này thì anh bây giờ độ khoảng gần 4 mẫu. Tức là bưởi Diễn của bác được bao nhiêu gốc? Bưởi Diễn của anh bây giờ thì nó cũng rơi dụng vào cỡ là khoảng 700 gốc. À 700 gốc mà. Rồi, còn các loại bưởi khác. Vâng. Thì cái cho em hỏi là cái trong quá trình mà lúc khi bác là làm vườn đây, cái bác nói là đất đây là đất trũng không ạ? Cái đất này của anh đây là toàn bộ đất đồng chim trũng. Là mình phải xử lý nó rất toàn bộ, anh phải chở đất ở các nơi về. Vâng. Và đồng, nguồn đất của nó đây chủ yếu là đất sét. Vâng. Đấy, đất xịt sét. Đấy. À, rất vất đúng không? Rất vất. Mà hai nữa để mà cải tạo được như năm nay, để một cái vườn mà nó xốp đất như này và có hệ thống ru nó phát triển và thảm thực vật như này nó cũng cả vấn đề. Vấn đề kéo dài đúng không? Kéo dài. Vì đất sét là nó đất thó thì nó sẽ đất sét thì nó sẽ dinh dưỡng nó ít đúng không? Đất bùn nó ít. Rồi. Thì bác phải bón nhiều các loại phân bón hữu cơ hoặc là một số phân bón hợp lý đúng không? Rồi. Thì nó mới được cái vườn bưởi đẹp như hôm nay. Rồi. Vâng, thì em cũng nay được xuống bác cũng muốn nhờ bác, các bác như này chia sẻ tất cả những cái khó khăn cũng như cái kinh nghiệm mà các bác đã đúc kết trong nhiều năm trồng bưởi trên này. Rồi. Đấy, và cái gì thì qua cái kênh của em muốn để là lan tỏa ra nhiều nhà vườn khác. Rồi có những doanh nghiệp họ có thể cuối năm họ thu mua bưởi thì em cũng muốn các bác chia sẻ để cho nó cùng nhau phát triển. Rồi. Thì cho em được quay các bác vào một số vấn đề như vậy. Rồi. Em thấy bảo nghe câu chuyện mà bác qua điện thoại với em đúng không ạ? Rồi. Thì anh em nay mới được gặp mặt thì bác cũng bảo là có ngày Tết bác còn không về Tết đúng không? Đúng, đây cái hôm anh quay với chú đây là mùng 1 Tết đây. Vâng. Xử lý cái vườn này đây. Vâng. Đấy. Tức là học kênh của chú đây để sử dụng các cái loại vâng. thuốc như này. Thì đúng vào mùng 1 Tết thì ở cái khu này là khu hoa bắt đầu nó nở rộ.
Vâng. Đấy, nếu mà mình để ăn Tết xong độ khoảng mùng 3, mùng 4 thì nó lại quá trễ. Thế là có khi mất trắng rồi đấy, đúng không? Mất trắng rồi. Tức là mùng 1 Tết bác vẫn ở ngoài mùng vườn. Mùng 1 Tết là không về nhà. Full, không có người phụ luôn, công nhân nghỉ hết mà. Là mấy trăm cây bưởi mà một bác mình bác làm đấy, tất. Đấy các bạn thấy không? Đấy. Mà một người nông dân mà không chấp thời cơ, không tính toán mà chỉ cần một bữa rượu có khi mất trắng cả tiền tỷ luôn. Đó là sự thật luôn. Và cho em hỏi là bác lúc ra hoa đậu quả thì em cũng chia sẻ rất nhiều cái sản phẩm tốt mà bọn em đã từng dùng ấy. Em không bán phân bón, cũng không bón cái gì cả. Kể cả thuốc trừ sâu em không bán, nhưng mà cái như bác đúc ra hoa quả bác áp dụng kênh của em là bác có phun hoặc là thụ phấn gì không? Anh xem trên kênh của em thì cái thứ nhất là về cái vấn đề thuốc thì trước khi vào làm cây mà để chuẩn bị ra hoa thì anh cũng phun một lần thuốc về nhện nấm, xong là anh dừng lại thì bắt đầu chớm rồi bắt đầu ra hoa đậu quả một cái là bắt đầu anh dùng Zizumin luôn. Lúc lửa hoa bác vẫn phun bình thường đúng không? Lửa hoa anh vẫn phun bình thường, kết hợp với phần lo 95 và rong biển. Tuyệt vời. Đấy, tức là những cái bài mà em chia sẻ là bác đều áp dụng tất. Rồi vi lượng Đức. Vi lượng Đức tức là bác kết hợp là trong đấy là có Zizumin 68 VGG đúng không? 68. Cái loại ấy người đó chiết xuất là họ chiết xuất là mát rồi, công nghệ cao rồi. Cho nên phun thích hợp với lúc mà ra hoa đậu quả. Đây chính cái dãy này trông nữa chúng quay nên đây là toàn bộ là đánh đúng mùng 1 Tết. Vâng, chốc em sẽ đi quay cho bà con xem tất rồi quay các bác để chia sẻ. Không ăn Tết mà. Không ăn Tết nhưng mà mình sẽ vui. Và có những hôm mà trời mưa mà vẫn điện chú vẫn ngoài vườn, anh vẫn ngoài vườn đấy. Nhưng mà nhà anh ở đây thì nó có cái may mắn là anh nuôi cả mít ong nữa. Vâng. Cho nên là thụ phấn thêm. Thụ phấn thêm mà. Hỗ trợ cho mình rất nhiều đúng không? Đấy. Ong anh nuôi thêm một số đàn để nó tốt quá. Phấn thêm. Vâng. Mà mình phun cái thuốc đấy nó không có độc hại cho ong. Đúng ong vẫn không vấn đề gì cả. Ong anh phun đây vẫn đẹp như cầm người. Nó không sao đâu mà. Thì em cũng đấy cho nên cái đấy cũng là cái chia sẻ cho bà con là như vậy. Thế còn lúc đầu năm đến giờ bác bón cho cây bưởi nhà bác những cái phân gì? Tất cả từ các phân hữu cơ cho đến các cái phân khoa học thì bác đã dùng cái gì bác chia sẻ cho bà đây, con được không? Đầu tiên và trước khi thu hoạch xong thì anh cũng cho máy chạy coi sới phá váng. Bác đứng sang đây cho mát được kìa. Xong rồi anh dùng phân chuồng anh bón. Đầu tiên anh giải vôi này. Giải vôi mỗi cây này bác bón bao nhiêu? Nếu mà anh đo pH từng khu, có những cây nô mà nó thấp thì anh cho tới 2 cân. Còn đa số là bình quân cân, cân rưỡi kết hợp với 2 cân phân bột. Tùy theo cái chỗ đất chất của pH ta cao thấp đúng không? Xong là anh giải phân chuồng. Vâng. Đấy, xong là đến lúc bắt đầu khi nó ra trứng ếch một cái là anh phân chuồng đây. Bác bón phân gà. Đây của anh toàn bộ trại này đang dùng 100% phân gà. Phân gà, em nhìn thấy có phân gà nào rất ngọt. Anh đã nhập vào xung quanh. Bởi vì em thấy một số anh em kiểm tra cái lượng kali dưới phân gà rất cao. Rồi. Và bón phân gà nâu năm thì nó rất ngon cho bưởi, nhưng mà có cái là mình phải xử lý nấm làm sao không bị nấm là tốt nhất. Anh đã để hoai mục hoặc là anh ủ Chico Đề Ma. Chico Đề Ma vào thì nó sẽ đỡ bị nấm nấm cây. Thế còn trong quá trình mà như năm ngoái bác xem kênh của em cũng như là cái mùa mưa thì bác có hay phun hay gì không? Phun cái lúc mùa mưa thì cái lúc ra hoa đậu quả thì gần như có khi 5-7 ngày anh lại phải phun một lần. Bắn lúc ra hoa, còn sau này thì thưa đi. Thưa đi. Đấy. Đậu quả lớn rồi thì đậu quả thì anh lại thưa dần đi. Vâng. Nhưng mà đã ra đang ra hoa đậu quả thì mưa anh xong cái nó phải phun lại. Vâng. Với cái diện tích mà của bác này giờ là gần 1.000 gốc bưởi này mà thành công này thì bác có công nhận là xem kênh của em là hiệu quả khi thụ phấn và phun lúc ra hoa đậu quả không? Nếu như mà anh thì không được đi nhiều nhưng mà nhiều tại vườn nhà mình thôi, bác nói theo đúng vườn nhà mình thôi. Nhiều anh em làm vườn kêu năm nay thì bưởi là mất mùa. Vâng. Thế nhưng mà nhà anh thực sự đến ngày hôm nay cũng chưa trống xong bưởi. Đang nói thực. Hôm nay là ngày 30 tháng 6 âm rồi mà chưa trống xong bưởi. Chú đi nếu gần như phải trống tới 90%. Vâng. Không có gãy hết. Vâng, đấy thế là bác thấy nó hiệu quả không bác? Vẫn phải đi cắt. Bởi vì là em phỏng vấn một câu này cho bà con xem, bởi vì có những bà con còn rất là đắn đo không dám phun lúc ra hoa đậu quả. Còn có những người còn nói xấu em trên kênh là ông này nọ kia. Thế bây giờ em quen là những một gia đình nhà bác mà với một cái trang trại lớn như vậy. Nếu bác áp dụng sai thì một năm bác mất bao tiền đúng không ạ? Đúng. Nhưng nếu bác áp dụng khoa học kỹ thuật đúng của em đưa lên thì bác thấy năm nay bác có cái bạc tỷ đúng không? Đúng. Cho nên là đó là mình là sự thật. Bây giờ thì em cũng chia sẻ bác một chút này. Bây giờ em hỏi là bác về phân bón thì bác bón những cái gì ngoài cái phân gà là đỗ tương bác có không? Ngoài cái phân này ra thì thường về cái lúc mà để kích cây ra thì anh ngâm đỗ tương và ngô anh kích. Thế còn đến giai đoạn như này để cây vào có múi là anh trộn Chico Đề Ma đấy là anh té trực tiếp luôn. Vâng. Vì nó sai cho nên phải bổ sung lần nữa. Trong quá trình bác dùng phân bón bác có bị dính vào phân mà nó không chất lượng lần nào chưa? Nói chung như năm nay mà anh tham quan các trang trại mà những cái cây anh em nó bón thì thường là sau khi bón phân độ khoảng 2 đến 3 tuần là hiện tượng nó chút lá. Và có những cây nó cũng chút quả, kể cả quả to thì anh kết luận năm nay là vấn đề phân nó cũng là cả một vấn đề quan trọng. Đúng không? Nhưng mà nhà anh năm nay may mắn thì mình mua cái phân nhập khẩu, mà anh năm nay anh bón đầu vụ toàn phân Liên Xô 3016. À, tốt quá. Đấy. Thế còn ngoài ra bác dùng các loại phân bón gì không? Ngoài ra thì anh trong quá trình bón thì anh bổ sung cái Sinix Đông Sơn. Bác dùng được mấy nứa rồi? Anh chỗ nào mà anh đang bón thì lần này lần thứ 3. Thế trước là bác bón lúc bắt đầu sau khi thu hoạch à?
anh bón là vì năm nay không biết cho nên là lúc bắt đầu ra hoa đậu quả hoàn thiện anh ấy biết anh ấy bón. Thế xong đến giai đoạn mà khi quả nó rụng sinh lý xong thì anh lại bón. Và đến giai đoạn này bây giờ cây nó vào mũi làm đường cái anh lại bón là được. Vâng, cũng như là các cái thuốc trừ sâu hoặc là thuốc phân bón khác thì em chia sẻ bà con, thì bà con phản ánh rất tích cực, thì khi bác dùng cái xí Đồng Sơn này thì bác thấy nó hiệu quả như thế nào? Tức là cây yếu hoặc là mà nó khôi phục lại hay là chất lượng quả nó ra sao, bác chia sẻ cho bà con. Anh về cái chất lượng cây ăn trái về để kiểm tra độ đường thì bây giờ mới bắt đầu nửa tháng nữa thì bắt đầu thu hoạch cái trà bưởi sớm đầu tiên. Bưởi gì bác? Bưởi Dịa, anh đăng ký thương hiệu là bưởi Dịa. Bưởi Dịa đấy. Thế còn như dòng bưởi tất cả các loại bưởi trong vườn này mà năm nay bón sinh lý Đông Sơn thì anh thấy cái đầu tiên của nó là bộ lá này nó giữ đẹp, lá dày. Thứ hai là ví dụ mình muốn cắt tỉa một cái quả bưởi nhỏ chẳng hạn như này cuống nó rất dài. Vâng. Thậm chí nhiều lúc mà vặt không đúng thế cũng không vặt nổi nó phải, phải dùng kéo cắt. Kéo cắt. Đấy ngày hôm qua anh vẫn còn cắt nan liền. Vâng. Tức là nó dai, dai cuống hơn dai. Nhưng mà mọi năm nếu khi sai là nó tự đẩy cái quả nhỏ nhất đi. Nhưng năm nay nó không đẩy. Tức là mình phải đi cắt bằng cuống. Mình phải cắt bằng kéo. Bằng kéo. Đấy. Tốt quá đúng không? Nên là nó cái độ dai cuống này hơn. Thứ hai cái tinh dầu nó ra này sẽ nó bóng hơn. Túi nó nhỏ, túi tinh dầu nhỏ. Thì cái vỏ nó sẽ mỏng. Quả bưởi nó lớn có vẻ nó vẫn lớn nhưng mà độ săn chắc. Săn chắc hơn đúng không? Nặng hơn. Mỏng. Đấy. Tức là cái cây đó chịu chống sâu bệnh cũng tốt hơn đúng không? Thứ hai nữa là nếu nhìn cảm quan về cái hệ thống đất vâng. Thì nhìn là dùng nó đủ mạnh hơn. Vâng, chốc em sẽ quay cho bà đất con luôn. Vâng, vâng, để cho em sẽ quay cho bà con xem. Thì em cũng hỏi bác là bác vừa ngồi trong nước bác cũng chia sẻ là một số cây của bác nó bị kém. Rồi. Đúng không? Sau bác bón phân bón xí Đông Sơn là nó thay đổi à? Thế nào? Trước của anh nó cũng giống vườn bưởi của em, một cái bãi bưởi chiết đằng kia. Vâng, vâng. Nhưng mà cái giống bưởi chiết nó dễ ra quả, năm nào nó cũng sai. Thế mình bóc nó kiệt quá. Mấy năm vừa rồi nó cũng rất nhiều, thế nhưng anh mới bảo là thôi bây giờ thay cái dãy bưởi chiết anh đã trồng kẹp vào chốc chú lại đằng đấy, anh trồng kẹp các giống bưởi khác vào. Vâng. Nhưng mà qua quá trình anh bón lần ở cái bãi đấy là bây giờ 3 lần xin ích Đông Sơn thì tự cây bây giờ nó lại hồi hết. Vâng. Đấy, ra quả thì yếu thì anh cắt đi nhưng mà bộ lá bây giờ thì sang năm chắc lại sai. Vâng, nó phải cho nó sống lại đã. Đấy, nó sống nó lại. Phải hồi sinh đã. Là anh nói là cái phân năm nay anh mới dùng năm đầu tiên của xin ích nhưng mà anh thấy về mọi cái lá rồi quả. Nhưng mà anh nghĩ nếu nhìn cái quả bưởi như này thì chất lượng chắc sẽ đảm bảo. Vâng. Rồi. Còn cái sang tăng sớm sắp sửa tháng 8 9 trời thì mới tiết chất được đúng không? Rồi. Còn diễn này phải ra Tết. Nếu như bây giờ thì từ nén rằm là 15 ngày nữa là bắt đầu thu bưởi. Rồi mình biết chất lượng nó thế nào đúng không? Chất lượng rồi. Bây giờ em cũng bác cũng mang bón đợt 3 đấy ạ. Rồi. Và bác có thể chia sẻ cho bà con xong mình đi xem một tí quay cho bà con xem cái quả bưởi của bác thế nào. Rồi là cái sai không có chất đất ra sao. Và bác có thể bón cho bà con xem là. Thế bác bón mỗi cây thì nhiều không bác? Nếu như ở cái cây này bưởi trong cái khu vực này nó độ khoảng 200 quả thì mình ít nhất một lần bón thì nó phải được 2 cân. 2 cân. Rồi. Tức là lần thứ 3 đấy. Tùy theo cây. Vâng vâng. Thế còn cây ít quả thì mình đấy, bác vừa cũng nhập về đây à? Ờ đây. Là lần thứ 3 rồi. Lần thứ 3 đây. Vâng. Tức là cái mùa này nó mùa mưa mà thì độ pH nó lại tụt. Vâng. Thứ hai nữa là để bổ sung cho nó cây nó sai rồi mọi cái cho nên là đủ sức chống chịu với mưa rồi là mưa rồi nấm bệnh rồi nó có sức khỏe hơn và nó ngọt quả bưởi sau cuối năm thu hoạch. Vì cái xin mít này là nó không sót cho nên là bà con cứ bón vòng quanh tán cây vào thôi. Thế em kể gốc cũng không vấn đề gì đúng không? Đấy, không vấn đề gì. Xong là mình nhà anh đây thì có vòi quay anh bật là tự nó xuống. Đấy bác cứ đem xong em quay cho bà con được xem cái bưởi của bác có sai thế nào. Bây giờ mình mới đứng giờ mình mới quay được cái nước bưởi. Này là anh để ý năm nay là toàn bộ cái rễ tôm nó mọc ngược hết lên chùa. Nó ăn lên trên. Ừ, mưa là trôi nó chặt cả rễ. À rễ tôm nhiều hơn, nó phát triển rễ tôm nhiều hơn. Đấy, nhiều cây bây giờ chặt hết rễ tôm. Vâng, tốt quá. Đấy thì cứ mỗi ca này là 1 cân chú ạ. Vâng. Đấy, tức là cây nào sai quả lời là bác phải bón. Bón 2 cân. 2 cân. Vâng. Đấy các bạn mình trong khi lúc bác bón thì mình cũng quay cho bạn xem đây, cái lượng quả của bác điển bưởi như thế này đây. Nó sai mức độ như này các bạn nhá. Bác cảm nhận thấy chưa? Nếu mà không nếu còn nhiều hơn lá. Vâng, nhiều hơn cả lá. Lá thì cũng đẹp nhưng mà các bạn thấy sai không? Cực sai mà quả rất săn chắc các bạn nhá. Núi tinh dầu thì nhỏ mà cuống thì dai. Mã đẹp. Mã đẹp đấy các bạn nhìn rõ ràng không ạ? Bảo như này năm nay là gần như loại 199%. Đều quả quá có loại 2 đâu đúng không? Không có loại 2. Đấy, con này toàn loại 1 và 1 đẹp luôn các bạn thấy sai không? Sai dày đặc như cây này thì nó khoảng mấy năm thứ mấy rồi bác ơi? Cây này của anh năm nay là bước sang năm thứ 10. Năm thứ 10. Mà cây này kiểu nhẹ nhàng phải trên 100 bưởi cây này gì đúng không? À cây này vì gần 200. Gần 200 cây bưởi cây này nhỏ nhỏ. Cây năm... kia chỗ đây. Bác gái đang đứng hôm nọ bọn nó đếm 201. Đây các bạn ra xem cây này bác gái đếm 201 này. Cái này vừa đếm mà bác? Không hôm nọ cái đánh cuộc với nhau. Đếm 201. Người ta đếm đúng không? Ông thì bảo 150 các ông đếm với nhau. Thế là được 201 cây này. Đấy. Mà cũng là năm thứ 12 à? Năm thứ 10 em. Năm thứ 10. Đây. Các bạn thấy cái bưởi sai không? Đây là bác em bảo nó. Đây các bạn đây bác điển và cây bưởi này của bác là vừa rồi một số các anh em đến đây gọi là cá cược nhau đếm cây này được 210 quả các bạn nhá. Năm thứ 10 bác nhỉ? Năm thứ 10. Các bạn thấy không? Bưởi rất sai luôn. Mình quay cho các bạn xem mà quả đều toàn loại 1 thôi.
Đấy, nay là 30 của tháng 6 âm các bạn nhé. Mình xuống Bắc Điển để mình thăm cái vườn bưởi mà gần 1.000 gốc bưởi của bác. Các giống bưởi các bạn, thì đây là cây bưởi Diễn. Đây là năm thứ 10 các bạn nhé. Các bạn nhìn thấy sai không? Nhìn sướng không? Trồng. Đấy các bạn thấy không? Một đám chỗ này chú bảo đã hơn chục quả nhỉ. Vâng. Đây này cái cảnh của đấy, mình quay cho các bạn xem, đây là sự thật. Đây là bác Điển là một trong những người là cũng yêu cây mà đến ngày mùng 1 Tết còn không về để phun thuốc cơ. Một mình kéo máy phun một gần 1.000 gốc bưởi các bạn. Trong ngày mùng 1 Tết các bạn. Không có là hoa nó rở ra lở lộ mà rộ mà không phun được, gặp mưa, gặp sương là hỏng hết vườn bưởi. Bây giờ thì là mới là cái niềm vui của người nông dân này. Và mình chia sẻ các bạn là cái cách che chống cháy nắng ấy, thì có một số cách, thì cái tấm này là rẻ nhất các bạn nhá. Chúng ta tận dụng những cái như bác Điển dùng các cái bao bao tới bao xi măng hoặc là bao phân bón chẳng hạn, cắt ra che thì mình chống nắng mà mình vẫn phun được, nếu khi mình mưa vẫn phun được. Nó rẻ tiền nhất và hiệu quả nhất các bạn. Cái này dùng máy cắt, cắt một lượt này chú cắt được 200 chiếc luôn. Cắt máy cắt luôn thế này. Vạch bằng dấu xong mình cắt. Toàn mà cắt bằng và máy. Và đây giờ mình kiểm tra cho các bạn đây cái run đùn đất đây. Đấy bác Điển bác nói đây. Bác vườn. Đấy, các bạn nhìn cái chất lượng đất đất nó để có cái đất của anh này nó kinh lắm. Vâng. Nhưng mà nó đùn chú bảo toàn run như ngón tay. Đấy sướng các bạn đấy, đền run đùn này. Đấy. Quá hiệu quả luôn. Đấy các bạn nhìn này, đùn to luôn này. Đất rất là đẹp luôn mà cây bưởi nhìn thấy sướng không? Quay các bạn. Thích thích quá. Đây, cây này anh mới ghép đây. Cái này là giống bưởi khác à bác? Bưởi rịa đây anh. Bưởi rịa đây gì? Bưởi rịa. À, đăng ký bưởi sạch đây à? Dằm lần thu đây này chú. À bưởi rịa. Tất cả bưởi đây anh làm Việt Gáp năm nay 2 năm rồi. À hai Việt Gáp rồi. Anh làm Việt Gáp 2 năm rồi. Cái này thì là bác bán vào tháng 8 này à? Tháng 7. Anh 10 dằm tháng 7 âm này bắt đầu bán. Bán rồi. À. Mọi năm là tầm này bán. Thế mình bán được cả vào trong Trung thu đúng không? À đúng đến Trung thu là lại hết một loại bưởi khác. Bưởi khác này kết thúc vào Trung thu. Tức là trong vườn nhà mình nó có mấy loại? Của anh tất cả bây giờ gần chục loại giống bưởi. À, cứ từ cuối tháng 6 đến Tết lúc nào cũng có bưởi bán. Ừ. Đấy. Thích không? Đi mình đi qua một tí cho các bà con xem đi. Để cho bên vườn bưởi nó rộng rồi thì mình cũng đi quay cho các bà con xem cái. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Đấy, nhìn sợ chưa? Trống không? Trống không được, giờ vẫn còn trống nữa. Trống từ lúc mà quả bắt đầu lớn bây giờ đến nay là 30 tháng 6 âm thì bác Điển vẫn phải đi trống bưởi các bạn nhé. Với số lượng bác gần 1.000 gốc và cứ một mình cứ làm ấy hai bác. Các bạn nhìn thấy không? Quả giáp đất luôn. Mà phun đều được là không bị nấm các bạn nhé. Mà đất các bạn nhìn đất này, tuyệt vời, rất run đùn không? Đất tuyệt vời luôn. Và cái bộ rễ nó mê phát triển vào bác. Đúng rồi, nó nên rễ tôm lên cả mặt luôn. À tuyệt vời quá, nó tốt quá nhỉ, nó thở được, đấy, nó tốt thở rồi. Được. Mà. Thở được. Các bạn nhìn thích không? Những cái cây bưởi này sai kinh khủng. Làm tất trong này. Đây cũng giết hết nhỉ. Toàn chỉ các bạn nhìn này sướng không? Toàn quả là quả rồi. Nhiều hơn lá ở trong. Nhìn số em nhìn mà quả đều nhá. Gần như loại 1 đấy. Các bạn nhìn này. Cực kỳ sai luôn. Đây này anh dẫn chứng đây em này. Đây này đây này. Mọi năm bên nào? Đây nếu mọi năm như này là nó tự cắt đây em này. Đâu, cái nào bác? Đây đây. Nhưng mà năm nay nó không cắt nổi. Tức là nó dai mức độ ấy, đáng ra quả này nó. Nếu mọi năm tự nó rụng chứ chưa phải bấm. Mà tốc độ sai như này nhưng mà năm nay nó không cắt nổi được. Đây này. Tức là mình phải dùng kéo. Phải dùng kéo. Và mình bẻ. Đấy. Nó dai quả luôn. Được. Rất dai. Thật ra quả này nó bị thải nâu rồi. Đấy nhưng mà mình... nếu như mình không dùng xin nick là nó sẽ rụng. Đúng rồi. Nhưng mà năm nay nó không rụng nổi. Đây này. À. Em bảo như này còn chưa rụng nổi. Các bạn này đấy. 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 Mọi năm là tự nó rụng đấy chứ. Tuyệt vời quá. Đây là những nhân chứng sống những cái nhà vườn làm diện tích rộng các bạn nhé. Chứ không phải là một vài chục cây như của mình. Đây là bác hàng cân nghìn gốc bưởi. Nhìn ở ngoài đường thì cũng không thấy quả nữa. Nếu mà bác áp dụng kỹ thuật sai hoặc dùng phân bón sai là bác bị thất bại mà mất rất nhiều tiền của gia đình. Đấy, các bạn nhìn thấy vườn bưởi sướng không? Đấy, như này các bác này bên trong hợp tác xã đi tham quan cùng với nhau chia sẻ với nhau đấy. Gần như là nếu như mình không dùng cái kia mà thì cái cây nấm này nó tấn công mạnh này lên để mà thông tin nó rộng rãi nha thì hiếm nơi có. Và nếu mà được những người nói nó về chuẩn về kỹ thuật thế này là bọn tôi rất cảm thấy cảm ơn. Nếu như trước mà chống bằng dây giáo là bây giờ không chống. Nói rất thực tế. Không thể ai có thể ấy được. Thế nhưng mà bọn tôi nghe nhiều hội nghị rồi nhưng mà làm gì có ai có thực tế mà nói như này đâu. Chỉ nói trên lý thuyết thôi. Có khi ông còn chưa biết gì về bưởi, chưa biết gì về cây nhưng mà vẫn nói. Đấy. Thế bác thấy cái kênh của em đây nó hiệu quả? Nó hiệu quả mà. Thực tế bác viên đi từ nông dân lên. Các chú về đây chú nói thế là anh nghe thấy là rất là thấm. Mà nó thành quả rõ ràng đây. Bác cái Điển bác áp dụng thành công đây rồi gì có đâu đâu sai đâu. Chú Đức nhá, vâng. Nếu như bình thường như chú bảo bây giờ anh em nó cứ bảo sao ông không tỉa vợ nhưng bây giờ năm quả chú bảo trông có sao phải nhau. Tỉa? Bác bón lá nó đủ ăn thì sao phải tỉa? Đây, cái cành. Đấy. Bây giờ cây nó sai này nhá. Đấy. Là mình nếu thiếu chất thì mình bón thôi. Cho ăn thêm bổ sung thôi đúng không ạ? Đang ra 3 cân thì mình thêm 4 cân rưỡi. Thì nó nuôi thêm bao nhiêu quả này mà thêm tiền đúng không? Mỗi quả gánh cho một tí là phân bón nó giảm đi, đầu tư thuốc trừ sâu nó cũng giảm đi. Nhưng mà không biết do bận hay nhiều khi anh cũng học em và cái em cũng ít tỉa những cái cảnh đây là thực tế kìa. Nếu như bình thường là mình phải tiến cảnh kia đi nhưng mà chỗ đấy đã mất 4 quả rồi. Đúng không? Đấy. Đấy.
Thế là bác không cắt bỏ đúng không? Ừ đấy. Thế 4 quả bác bán vào giá 20 được 80.000. Ừ đấy. Và bác bán 200 được 100.000. Ừ, là đủ tiền phân rồi. Tiền phân bón rồi cho nên cắt làm gì? Đấy. Cây nào nó yếu quá thì nó không chịu được thì nó chết chúng mình cắt sau. Quán ăn thôi nó ngon. Đấy, các bạn nhìn thấy thích không? Vườn bưởi cực sai luôn. Quá là sai. Ngồi trong điều hòa nó mát. Đây là đây mình đi về cái vườn bưởi mà gần 1.000 gốc bưởi của bác Điền ở Hà Nam bác nhỉ? Nam Hà. Đây là quán là gì bác nhỉ? Ừ hay lên quán nữa. Bác Điền nhỉ? Ở lên quán được. Bác Điền. Đây của anh ở Hà Nam đấy. Hà Nam rồi các bạn đấy, bác che theo kiểu bọc cái này này. Đây chú bọc. Rồi, đây. Đây diễn. Đúng 10 năm tuổi. Đây 10 năm tuổi các bạn này. Đây, sợ chú chưa? Nhìn chỉ có quả. Đấy, che nó lớn làm sao được. Bác bắn ghim đúng không? Ờ anh đấy, bắn ghim. Cái này cho 2 ghim vào. 2 ghim vào. Đấy các bạn nhìn 13 quả này, thấy không? Đấy xài kinh khủng luôn. Có thể là nói là một trong những vườn bưởi mà mình quay từ Tết giờ là vườn này là một trong vườn bưởi cực sai các bạn nhé, cực sai mà gần 1.000 gốc. Đây chú ở 10 năm mà nó sai mức độ cây. Mà nó săn quả đúng không? Ừ, bưởi săn quả chứ nó không phải là nó to ộp. Đấy, em nhìn có săn không? Vâng vâng. Đấy. Tức là bác năm nay cũng thấy là được cái bác áp dụng vào trên kênh của em cũng như kỹ thuật của bác là bác thêm được cái phân phun núc hoa đậu quả đúng không? Đúng rồi, anh năm nay làm toàn bộ theo kênh của chú mà. Vâng, và sau đó bác bón thêm được các phân bón thì trong đấy bác dùng cái theo chú rồi đâm nó vất vả. Có nghĩa là cái trống năm nay nó khổ. Sai quá. Nó sai quá. Thực lòng là cuối năm mà bán được giá thì đây cười mà bán là giá thấp lại trừ thằng Đức. Ờ đây đấy. Em bảo cây nào mình chọn đi trống đấy chứ em. Vâng, có phải không? Cái nào phải trống hết các bạn nhé. Bác toàn cho ở giữa xong bác kéo dây lên các bạn nhé. Đấy là một phương pháp trống rất là kinh tế mà đi lại nó không bị vướng. Cái vườn này mà bác cứ chống chéo thì bác nếu đi bón chéo thì đi làm sao thì không em? Đi được vì nó không bác được, của nó rồng nó đây anh nói cây này mới ghép anh cho bói năm đầu đây em. Nếu em nhìn mà cũng làm mê đi đây chính là mới ghép anh nhìn mất ghép các bạn nhìn thích quả năm đầu đây mà năm đầu là ghép mà sai đây đây sướng nhỉ đúng năm đầu em chỉ có quả nào quả đấy mà họ cứ bảo là sao bưởi tôi đấy nhưng mà thực ra là của mình gần như ra là nó giữ lại được à, tuyệt vời đây. À, bác ơi, bây giờ thì cũng là trưa rồi thì bây giờ cho em xin số điện thoại của bác để cho bà con trên kênh khi mà em quay một video nào ấy thì bà con hay xem xin số điện thoại để chia sẻ kinh nghiệm. Rồi. Và em muốn qua cái thông tin thì có thể là đưa những người muốn mua bưởi đến gặp bác để sau này tiêu thụ hoặc là người ta buôn bán chẳng hạn. Thì bác cho em số của bác và địa chỉ bác nói cho một lần cho. Của anh đây là trang trại Hồng Điển, hợp tác xã Tuấn Sơn, tổ dân phố Chuyên Mỹ, phường Châu Giang, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Vâng, bác đọc cho em số điện thoại của anh là 0988 150 485. Cảm ơn bác. Rồi. Và có các số điện thoại của bác ở trong hợp tác xã thì có ai thì có thể giao lưu cùng hay là số của anh thì đã số đại diện hợp tác xã. Vâng. Vâng. Rồi. Thế còn cho chào anh ạ. Sơn bên công ty phân bón đi cùng về đây cũng là để tham khảo nghiệm lại cái chất lượng của cái sản phẩm của mình thì như chú anh bác Điển này dùng rất tốt thì chắc chắn sẽ lan tỏa rất nhiều bà con sẽ mua sản phẩm mà quay điện cho anh thì anh không thể trả lời hết được thì em có thể cho số điện thoại của em. Cho bà con nào ở khu vực đây cũng như trên các tỉnh thành của toàn quốc mà muốn mua sản phẩm tốt thì em cho số điện thoại cho anh được không? Chào quý bà con. Em xin giới thiệu em là Sơn bên công ty phân bón Sinic Đông Sơn. Bà con trên toàn quốc ai có nhu cầu muốn sử dụng sản phẩm phân bón Sinic Đông Sơn cũng như là 10 đại lý thì xin vui lòng liên hệ với em. Theo số điện thoại là 0981 141 999. Em sẽ hỗ trợ tốt nhất ạ. Chào cảm ơn em, cảm ơn bác Điển nhá. Vâng, chào các bác ạ. Vâng. Vâng, các bác chào bà con ạ. Cảm ơn các bạn vừa rồi theo dõi cái phóng sự cái vườn bưởi mình về với bác Điển là một trong những nhà yêu cây, yêu vườn và trải qua một quá trình rất vất vả. Những năm đầu tiên bác thành lập cái vườn bưởi này, bác khai thác cái vườn bưởi này là đất đó đất thó, đất sét các bạn. Là bác chăm sóc được trải qua kinh nghiệm của mình và tham khảo một số cái kỹ thuật của mình trên kênh của mình cũng như là của bà con trên kênh của mình. Thì bác Điển có một vườn bưởi rất đẹp và bác dùng cái phân bón Sinic Đông Sơn rất là hiệu quả. Thì qua đây, cái kênh này thì mình cũng cảm ơn các bạn mà các bạn có gì có thể nếu không tin thì các bạn về vườn bác Điển tham quan hoặc xin số điện thoại của bác Điển để các bạn chia sẻ trực tiếp luôn. Theo mình nếu các bạn có điều kiện mà muốn phát triển thì các bạn có thể về bác Điển này tham quan luôn xem có đúng thực tế hay không. Vì mỗi cái video đưa lên ấy thì nó có những cái bình luận tích cực, có một số bình luận không tiêu cực. Thì tốt nhất là chúng ta nên đích mục sự thị, tức là chúng ta nơi để xem thế nào. Các bạn nhé. Các bạn thấy hay nhớ ủng kênh về còn số điện thoại của mình là 0973380995. Có những cái gì mà các bạn có thể thắc mắc hoặc chia sẻ kinh nghiệm mà mình có được thì mình sẵn sàng chia sẻ. Có cái gì mà nó khỏi tầm của mình thì các bạn cũng thông cảm. Và các bạn có thể xin số điện thoại của các nhà vườn khác thì mình có thể chuyển cho được để các bạn có thể mua bưởi hoặc là các bạn giao lưu kinh nghiệm. Một lần nữa xin chào các bạn, gặp lại sau, xin chào, cảm ơn các bạn. Và chào các bạn. Chào bác ạ.